Chào mừng tất cả quý vị đã đến với khu du lịch suối Cá Thần Cẩm Lương thuộc địa phận huyện Cẩm Thủy của tỉnh Thanh Hóa. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Hậu Mường để khám phá suối Cá Thần nhé. Xin mời. Đây là con đường để tiến vào suối cá mọi người ơi, nhưng mà hôm nay mình đi vào dịp cuối năm ấy, chỗ này là nó hơi vắng vẻ một chút. Đây có các bạn nhỏ này. Hôm nay dịp cuối năm là hơi vắng vẻ. Thường thì những ngày lễ hoặc là những dịp Tết ấy, thì ở đây rất là đông khách, rất là đông khách, đông nghịt luôn. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối năm rồi cho nên là rất là vắng luôn. Wow, ở đây có một cây sung rất là to luôn mọi người ơi. Con dao này chặt cái gì? Dao này đi rừng thôi. À, dao này đi rừng. Yêu. Con này là chặt đi rừng này. Đi rừng mà. Cũng không biết là củ gì nữa, nhưng mà đây là những cái sản phẩm ở trên đồi núi ấy mọi người. Đây cả hoa phong lan này. Đó. Phải sóc đúng không? Sóc đó. Tiếng Mường gọi là chưa tỏ rương. Đó, hắn bị đỏ đỏ, hắn đỏ dưới ngực á. Hả? Đỏ đỏ dưới ngực đó. Có lông đỏ hả? Đó, đỏ đỏ đó, gọi là tỏ rương đó. Chật chuồng. Cái bán rương là cái đó đó. Một củ này phải nặng khoảng 20 cân. 10 cân. Củ nặng lắm chú ạ. Ui, chật chặt. Nặng à? Chắc chặt. Chắc mà có nhiều nước. Không, hôm nay củ nhỏ đây phải tầm 10 cân. Chắc chắn luôn. Hiện tại là mình đang đứng ở ngay cổng của suối cá rồi nhá mọi người nhá. Và để vào được bên trong kia thì mình sẽ đi mua vé nhỉ. Đây là có những cái cửa hàng làm đồ handmade nhé mọi người nhé. Đồ handmade, đồ thổ cẩm ấy. Mình đã đến suối cá rồi. Ở đây khu vực này là cá. Ui, nó ra nhiều vậy ta. Cá này gọi là cá gì anh? Cá này thì gọi là cá dốc. Cá dốc. Có trong sách đỏ hình này. Mỗi nhất đây nữa. Một diện màu đây. Nhưng hợp nhất không biết không nữa. Cá này thì hợp nhất không nữa. Trăm năm một cái sống người dân. Sống mượn ở đây. Tí rồi. Cá này nó rất là hiền mọi người ơi. Cá này nó rất là hiền luôn đấy. Bởi vì là nó không sợ người đâu. Khi mà mình đến lại gần ấy thì nó sẽ vây quanh lại. Và thì mọi người có thể là cho nó ăn bằng những cái loại thức ăn như là rau củ. Ôi con này to lắm, tuyệt vời quá mọi người ơi. Vớt nhẹ thôi, vớt nhẹ thôi. Hôm nay cá nó ra đây nhiều nhờ, bình thường là ở trên kia đúng không? Trong, hôm nay ra nhiều nhờ. Hôm nay ra tuyệt vời luôn. Đây là đền thờ thần rắn đúng không ạ? Vâng, đây là đền thờ thần rắn. Vị thần có công đánh đuổi quỷ quái, bảo vệ dân làng. Đó là một vị thần bảo hộ của vùng đất nơi đây mà người dân luôn kính trọng. Và hàng năm thần binh vẫn bơi quanh chầu trực quanh cái ngôi đền của vị thần tướng của mình. Và cá nó tượng trưng cho sự bình yên của
vùng đất nơi đây, đồng thời nó là thể hiện cái sự trung thành của chiến thần Binh, luôn trầu chiến quanh vị thần tướng của mình. Hàng trăm năm nay cá vẫn tồn tại, dù mưa lụt lớn như nào cá không bao giờ đi khỏi. Và cái cá này thì người dân là không đánh bắt đúng không anh? Cá đấy thì người dân là không đánh bắt. Khi xưa đời sống ở đây rất là khó khăn, người dân làm nương làm rẫy, mình nó sang đây thì phải đi qua đò, nó gần như một cái bán đảo vậy. Tuy nhiên dù khó khăn đến mấy, người dân vẫn gìn giữ và bảo vệ cái dòng suối đây, và cá được bảo vệ rất là tốt, bảo vệ từ khía cạnh tâm linh cho đến cái thực tế của đời sống. Đây bạn nhỏ cá rất là thân thiện, cho nên là các bạn nhỏ đến đây cứ thấy các bạn nhỏ đến đây là cá nó sẽ vây quanh như này mọi người. Các bạn có sợ không? Không. Có thích không? Vâng. Cá có to không? Không. Bắt một con về nhá. Dạ. Bắt một con về nhưng mà không bắt. Không bắt nha, cá này chúng ta không bắt, chúng ta chỉ chơi thôi. Chúng ta di chuyển đến cửa hang đúng không anh? Ở trên cửa hang thì chắc là nhiều cá hơn. Trên cửa hang nào cũng nhiều cá. Đó là nơi nó giống như một cái tổ của cá vậy. Cá thường bơi ra bơi vào đó, thì ban ngày cá sẽ bơi ra đón chào du khách chúng ta, và ban đêm thì cá trở về tổ. Em thấy cái dòng nước, cái dòng suối này mặc dù là rất nhiều cá nhưng mà nước rất là trong đúng không anh? Vâng, nước ở đây rất là trong, sạch, không có một chút mùi tanh, dù cá nhiều vô cùng. Cái nguồn nước trên đầu nguồn này thì thường là xưa kia người dân hay lấy là nước sinh hoạt. Phía dưới kia chỉ là nơi tắm giặt thôi. Trên này thì nước rất là sạch. Tức là vào đêm 30 giao thừa, cái khoảnh khắc giao thừa đầu năm mới, người dân bản Mường đã gõ mò gõ chiêng cùng nhau ra đây lấy cái nước này về thờ cúng tổ tiên. Cái nước đầu tiên của đầu năm mới. Nó rất là nhiều luôn, nhiều hơn ở cái kia. Con đây là cửa hàng đây ạ. Đây là cửa hàng ở dưới cái cầu Việt này. Cá ở đây rất là thân thiện, nó không sợ người đâu. Mà mình có thể sờ vào được luôn này. Bắt được. Nhẹ nhẹ thôi. Cá thì rất là nhiều, xoa lưng thôi, có một chút mùi tanh nào, rất là sạch. Cái dòng suối này là nước chảy thường xuyên, đó là dòng suối ngầm từ trong cái ngọn núi này nó chảy nước ra bên ngoài. Wow, nước này nước to nhờ, lên sát lên trên này luôn mà. Cái đó là cái cửa hang đấy, cái cửa hang khá là nhỏ, nơi cá bơi ra bơi vào. Bên trong cái không gian hang bên trong kia là một không gian rộng lớn, rất là rộng, rộng như một sân bóng bên trong vậy. Đó là một cái động ngầm bên trong đó. Anh ơi, trước giờ thì đã có ai khám phá ở bên trong chưa? Ở đây là hệ thống núi Đá Vôi, có rất nhiều hang động và có lối đi vào. Tuy nhiên đó là bí mật của người dân ở đây. Và người ta không muốn rằng ai có người bên ngoài có thể trong cái tổn hại đến cái đầu nguồn. Dạ. Mà cái đầu nguồn là nơi rất là linh thiêng đối với người dân của chúng ta, và có thể ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái của dòng suối đây, khu vực bên trong. Dạ. Và ở đó thì nó cũng khá là nguy hiểm, chỉ có những người cao niên trong làng họ biết đường vào thôi. Rất là hiền. Không đến 10 cân đâu, khoảng một yến thôi. Nhúng nước nhá. Đúng rồi, đây chị. Đúng rồi, đây chị. Đây có bị hỏi béo quá. Cô
là đang đứng ở cạnh đường lên động cây đăng. Thì cái động này cũng khá là thú vị, thì anh Dũng có thể giới thiệu qua cho em một chút được không? Hôm nay thì chắc là mình không có đủ thời gian để lên động, nhưng mà mình tìm hỏi qua một chút và hẹn lần sau thì mình sẽ lên động mọi người nhé. Mình có thể giới thiệu qua các bạn về động cây đăng. Thì đây là gọi là động cây đăng, thì ngay trên cửa động có một cái cây cổ thụ, người dân địa phương nên gọi là cây đăng, cây rất là lớn. Và chúng ta đi từ bên này lên đó thì cái bậc này có khoảng 140 bậc. Và sau đó ta lên đến cửa bên này gọi là cửa cha, sang cửa bên kia gọi là cửa mẹ. Và bên trong có rất nhiều nhũ thạch đẹp, những nhũ thạch tự nhiên có từ hàng ngàn năm. Và bên trong có những nhũ thạch có hình thù rất là kỳ lạ, ví dụ như là hình ảnh một con voi sa lầy, giống rất giống hình ảnh của con voi sa lầy của ông Trần Hưng Đạo này. Rồi cây đào tiên trên thiên đình, và năm xưa Tôn Ngộ Không ở Đại Náo hai chậu đào tiên này. Và sau đó hình Tôn Ngộ Không này, hình Hoa Quả Sơn, và có rất nhiều hình thù đẹp nữa, thác vàng thác bạc. Rồi có một cái hình ảnh rất là đẹp, có tượng trưng nó gần giống như hình ảnh của Bác Hồ này. Vâng, rất là hấp dẫn đúng không mọi người, và rất là kỳ bí. Và hẹn mọi người trong video sau thì mình sẽ lên khám phá động cây đăng nhé. Cảm ơn anh nhé. May quá hôm nay lại gặp được anh Dũng ở đây, trời ơi. Ok.